Hello anh em, trước mắt anh em chính là Audio Engine B5. Đây là một cái multi room music streamer. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn anh em cách setup cũng như sử dụng Audio Engine B5 này nhé. Rồi, thì bên trong hộp chính là B5, sản phẩm chính của chúng ta, một cái adapter và một sợi dây micro USB để anh em cấp nguồn cho B5 và một sợi dây coaxial để cho anh em xuất ra loa. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành setup. Bye.